Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin cập nhật giá thực phẩm rau củ quả hàng ngày cho quý bà con tham khảo. Giá thực phẩm rau củ quả hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 3 năm 2023 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ổn định ở mức thấp nha quý bà con. Giá kênh cung cấp hiện tại là giá thương lái mua tại rẫy và chỉ có tính tham khảo. Giá thực phẩm rau củ cụ thể như sau. Mướp 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Đậu rồng 13.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Bắp nếp 8.000 đồng mỗi kg. Bắp Mỹ 7-600 đồng kg. Cải xanh 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Cải ngọt 5.000 đến 7.000 đồng mỗi kg. Cải thìa 2.000 đến 4.000 đồng mỗi kg. Cải vẹn 4.000 đến 5.000 đồng mỗi kg. Rau nhút 6.000 đến 7.000 đồng mỗi kg. Rau muống 6.000 đến 7.000 đồng mỗi kg. Rau mồng tơi 6.000 đến 7.000 đồng mỗi kg. Xà lách 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Hành lá 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Hẹn 14.000 đến 16.000 đồng mỗi kg. Củ cải trắng 4.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Dưa leo 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Khoai cao loại 1 27.000 đồng mỗi kg. Khoai môn 14.000 đến 25.000 đồng mỗi kg. Nấm rơm 48.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Ắc cải trắng 10.000 đến 12.000 đồng mỗi kg. Đậu cốp 15.000 đến 17.000 đồng mỗi kg. Đậu đũa 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Cà tím 13.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Cà xanh sọc, cà phổi 13.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Bí đào 10.000 đến 12.000 đồng mỗi kg. Bí hồ lô 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Bí rợ, bí đỏ già 12.000 đồng mỗi kg. Bông bí 20.000 đến 21.000 đồng mỗi kg. Rau bầu ngót 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Gừng 6.000 đến 7.000 đồng mỗi kg. Kiệu 17.000 đến 20.000 đồng mỗi kg. Đậu bắp 8.000 đến 10.000 đồng mỗi kg. Khổ qua trái dài 13.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Bầu 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Bắp non 16.000 đến 18.000 đồng mỗi kg. Gò gai 16.000 đến 18.000 đồng mỗi kg. Còn ngỗng 8.000 đến 9.000 đồng mỗi kg. Cà chua 13.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Rau quế 14.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Diếp cá 6.000 đến 7.000 đồng mỗi kg. Sen 10.000 đồng mỗi kg. Khoai lang 15.000 đến 17.000 đồng mỗi kg. Cần ô 13.000 đến 14.000 đồng mỗi kg. Củ dền 13.000 đến 16.000 đồng mỗi kg. Rau dền 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Rau má 12.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Sả 3.000 đến 4.000 đồng mỗi kg. Bồn bồn 22.000 đến 24.000 đồng mỗi kg. Giá hiện tại chỉ mang tính tham khảo, giá có thể chênh lệch từ 500 đến 1.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Ngoài giá thực phẩm rau củ quả, kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe.